Yo yo, hello anh em 22. Vâng, chào mừng em quay trở lại với bản tin cuối tuần và mình đã rất nghiêm túc đây. Hello anh em. Tuần này có bản tin vào thứ bảy vì chỉ ngay chủ nhật thôi là chúng ta có live 3.2 rồi. Nên mình nghĩ là đẩy bản tin vào thứ bảy thì sẽ hợp lý hơn. Tuy có thể thiếu một chút thông tin từ cái live 3.2 và là thông tin chính thức, nhưng mà theo mình là chuyện đó thì cũng không ảnh hưởng gì về cái lượng thông tin của bản tin cuối tuần đâu. Anh em hãy tin mình đi. Bởi vì tuần qua thì cũng có rất nhiều thông tin cần phải tổng hợp lại. Vậy thì hãy để bản tin làm cái việc của nó thôi anh em. Và trước khi bắt đầu thì mình xin nhắc lại rằng bản tin cuối tuần chỉ mang tính chất giải trí thôi. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ nhá. Bắt đầu nha. Đầu tiên sẽ là về phần La Hoàn ở 3.2. Cái thông tin này theo mình là nó rất thú vị bởi vì chúng ta đã bắt đầu những cái thông tin về sự kiện nhiều rồi. Mình sẽ đảo cái phần La Hoàn lên trước. Và lâu rồi mình cũng không có làm thông tin về La Hoàn. Thì ở phòng 12-1 đứa trên thì chúng ta có tận 20 con sói vực sâu luôn. Mình ngạc nhiên về cái chuyện bọn sói vực sâu này nó đi vắng lâu như vậy. Bởi vì thực sự thì chúng ta thấy rằng nó rất là khó chịu đúng không? Cái sự xuất hiện của đám sói vực sâu này theo mình thì nhiều phần là để cho team Yamiko quẩy. Ở Yamiko đánh bọn này thì không cần phải nghĩ luôn, chỉ cần đặt trụ là nó tự động đánh. Tất nhiên thì còn nhiều team khác đánh được nữa, nhưng mà mình thích dùng Yamiko đánh bọn này nhất. Về phòng 12-1 nửa dưới thì boss rất là khó chịu quay trở lại, đó chính là con thực thể lôi, hay còn gọi là thực thể sấm sét đấy anh em. Đây là một con mồi lý tưởng cho sự quay trở lại của Yomiya. Mình đã bỏ lỡ Yomiya khá nhiều lần rồi, không biết lần này thì mình có đủ may mắn để có thể đủ nguyên thạch để roll nhân vật không nữa. Mình khá là thích Yomiya ở vai trò DPS bắn boss và đi khám phá map, nhất là ở Sumeru, đặc biệt là 3.1 vừa rồi. Anh em để ý là ở trên map rất nhiều cái khu vực có những cái đuốc mà chúng ta cần phải bắn nó. Việc đổi ra đổi lại Amber khá là bất tiện đúng không? Ok, chết rồi, chúng ta nãy giờ đi hơi xa về cái chuyện giải đố rồi. Xin quay trở lại với La Hoàn 3.2. Vâng, bất ngờ hơn cả đám sói ma vật thì chúng ta có bọn vỏ rỗng anh em ạ. Từ cái đợt MioYo giữ cái bọn này để thử phản ứng khi nộp khiên các loại thì bây giờ họ mới chính thức đưa cái bọn vỏ rỗng này vào La Hoàn. Cái khoảng thời gian giãn cách phải nói là rất lâu đấy anh em. Mình cũng thực sự muốn biết cái đám vỏ rỗng này tụi nó làm được gì trong La Hoàn từ lâu lắm rồi. Có tất cả khoảng 8 con anh em ạ. Và máu tụi nó thì cũng khá là trâu. Đặc biệt là có con gần 1 triệu máu luôn. Vâng, tầng 12 phòng 2 nửa dưới thì có hai con Pikachu, Pikachu băng và Pikachu lôi. Và đám này thì vẫn là mồi ngon cho Yomiya bắn thôi anh em. Nghe tới đây chắc là anh em team Yomiya đang rất vui mừng đúng không? Và mình nghĩ rằng là những DPS hệ hỏa khác thì cũng có thể được hưởng ké từ cái món hời này. Vâng, và tầng 12 phòng 3 nửa trên thì chúng ta có con boss rồng điềm báo vạn kiếp. Con này đã được triệu hồi vào trong La Hoàn rồi. Về con boss rồng điềm báo vạn kiếp này, khi mình farm nguyên liệu ở ngoài ấy, thì mình không thấy có gì đặc biệt ở cái con boss này cả. Có lẽ là do đánh nó chết quá nhanh chăng, mình không rõ lắm. Còn trong La Hoàn thì nó có khoảng 2 triệu 3 máu. Nghe thì có vẻ nhiều đấy, tận 2 triệu 3 cơ mà. Nhưng thực ra thì nó cũng rất là bình thường với các đội hình mạnh và thực chiến tốt. Những con quái có máu trâu ở La Hoàn thì không phải lần đầu mới có. 12 phòng 3 nửa dưới thì chúng ta có bọn Eremite. Nói chung là mình không thấy ấn tượng gì lắm với cái tầng 12-3 nửa dưới này. Có vẻ như là tầng trên sẽ tốn thời gian hơn so với tầng dưới anh em ạ. Ok, nếu đã nói về những cái quái vật rồi thì mình nghĩ rằng đề cập thêm một chút về đội hình để khắc chế những con này thì cũng là điều hay. Nửa trên thì chúng ta có Raiden quốc dân, quẩy theo mình là quẩy cả 3 tầng không ngán bọn nào hết. Về team đóng băng thì có thể chơi ở nửa trên, các thể loại điện cảm thì cũng chơi ở nửa trên ok luôn. Như Yamiko và team Yami thì có thể quẩy tung nóc. Ở tầng dưới thì có thể đi với DPS hệ hỏa nói chung. Không nhất thiết là phải có Yomiya, nhưng mà Yomiya thì là mắc binh. Và theo mình là cũng có rất nhiều team khác có thể đi ở nửa dưới này. Và có thể đi được cả trên cả dưới thì chúng ta có hệ Thảo này. Nhất là Thảo chơi nổ hạt theo kiểu nở rộ và bung tỏa. Nó vừa có thể đánh quái đông vừa có thể đánh boss được. Về xung xuê thì có thể đi với Lilu. Ở team thuần nguyên tố thì có thể đi cả nửa trên và nửa dưới. Tất nhiên là trừ lôi ra, bởi vì nửa dưới thì có con thực thể sấm sét khá là khó chịu. Các loại team như là sinh trưởng, tăng cường và lan tràn thì mình nghĩ là cũng sẽ hoạt động tốt trong cái La Hoàn mùa tiếp theo này. Vâng, chào mừng anh em quay trở lại với phần sự kiện. Như vừa điểm qua về La Hoàn thì anh em cũng thấy rằng là mình đã tiết lộ những cái tên xuất hiện ở phiên bản 3.2 đúng không? Thực sự mà nói thì chuyện thông tin về banner đã được tuồn ra thì có lẽ là nó đến tai rất nhiều người rồi. Cá nhân mình thì cũng không cần phải giữ kín quá làm gì. Nhưng theo mình thì chỉ ngay tối chủ nhật là có live thôi. Thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên để đến tận lúc đó bàn về chuyện này nó sẽ trọn vẹn hơn. Tuy nhiên thì cũng để anh em không thất vọng rồi có thái độ tiêu cực thì mình nghĩ rằng là cái thông tin tiếp theo đây nói ra cũng không sao.
theo các rò rỉ đáng tin cậy thì Layla, nhân vật mới 4 sao ở phiên bản 3.2, có thể sẽ không nằm trong banner của Thảo Thần. Tức là hai nhân vật này sẽ không đi chung banner với nhau. Nên cái chuyện anh em nghĩ rằng là Ron Thảo Thần anh em sẽ có Layla thì có thể là sẽ không trở thành sự thực. Mình nghĩ là nên nói trước điều này để anh em chuẩn bị tâm lý thôi, ok. Và cụ thể thì cái livestream 3.2 ấy, xin được nhắc lại là nó sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ hay là 7 giờ tối ngày 23 tháng 10 2022 và sẽ được phát trên Twitch. Mình hy vọng là lần này sẽ không bị lag và déjà vu gì đó, ok. Về các sự kiện đang diễn ra thì chúng ta có hai sự kiện, đó là ngọn gió tuần trà đã xuất hiện tới màn cuối vào thứ 6, có thể nói là kết thúc rồi. Theo cá nhân mình thì đây là một sự kiện tuyệt vời, do nó không quá khó, có rất nhiều cách để vượt qua, từ sử dụng nhân vật có kỹ năng hỗ trợ di chuyển như là Kazuha, Zhongli v.v. này, tới việc sử dụng cơ chế của bí cảnh, không cần sử dụng các nhân vật đặc biệt đều có thể qua được. Và cái điều mà mình thích nhất ở sự kiện này ấy, đó là nó có thể chơi lại theo từng màn, mà không chỉ chơi lại theo từng màn mà trong mỗi màn có thể chơi lại theo từng giai đoạn của cái màn đó. Thành ra là nó có thể giúp cho mình là một người vừa chơi vừa làm video có thể hướng dẫn anh em một cách vô cùng mượt mà. Đó là điều mà mình thích nhất, ok. Và có một điều nữa về cái sự kiện ngọn gió tuần tra này, đó là mình cảm thấy như là cái lượng view về cái ngọn gió tuần tra này rất là thấp. Tuy nhiên thì mình không lấy nó làm cái mối bận tâm, mình vẫn làm đầy đủ. Bởi vì như mình đã nói, đó là một cái sự kiện mà mình cảm thấy rất yêu thích. Và cái việc làm nó không tạo áp lực cho mình, nó giống như là một cái hình thức giải trí vậy. Và nó thực sự giải trí luôn. Về sự kiện thứ hai đang chạy, đó là sự kiện hành trình tìm sao. Đây là sự kiện dạng quay trở lại và theo nhiều người đánh giá khi trải nghiệm cái sự kiện này thì mọi người nhận xét rằng đó là một sự kiện có thể coi là tệ hại nhất từng được tạo ra từ trước đến nay. Nó có cái cơ chế kém logic và kém tính giải trí hơn so với phần 1, nên khiến nhiều người trải nghiệm và đưa ra đánh giá tệ ngay từ cái màn chơi đầu tiên. Và cái sự kiện này cũng chính là sự kiện nguyên thạch cuối cùng của Genshin Impact 3.1. Về phiên bản 3.2, chúng ta sẽ có rất nhiều sự kiện thú vị khác sẽ được tiết lộ thêm cho phần live đặc biệt nha anh em. Theo mình thì ở phiên bản 3.2 này sự kiện sẽ thú vị hơn ở 3.1, do 3.2 không có vùng đất mới nên sự kiện sẽ được đầu tư hơn. Và anh em đừng quên đăng nhập để nhận 10 cục Ron nếu anh em còn đang thiếu ngày nha anh em. Sự kiện nhận 10 cục Ron cũng sắp kết thúc rồi đó. Ok. Vâng, chào mừng anh em đến với phần tin đồn. Cái tin đồn nổi bật nhất và hấp dẫn nhất trong tuần qua theo mình thì đó là về phiên bản tiếp theo 3.3. Chúng ta sẽ có thể có thánh di vật mới. Tất nhiên là mình sẽ không khẳng định gì bởi vì đây chỉ là tin đồn thôi. Đồn rất là xa. Nhưng theo cá nhân mình thì cái chuyện này rất có thể nó sẽ trở thành hiện thực. Bởi vì sao? Bởi vì đã hai phiên bản rồi chúng ta chưa có thánh di vật mới. Theo mình một cái khoảng thời gian như thế là đủ để tung ra bộ di vật mới rồi. Thêm vào đó thì tin đồn là 3.3 có vùng đất mới rất bí ẩn. Thì cái chuyện thêm vào vài cái bí cảnh vào cái phiên bản 3.3 ấy và vùng đất mới ấy, theo mình là điều cần làm rồi. Nghe ổn đúng không anh em? Về hai bộ thánh di vật mới thì tin đồn rằng là một bộ sẽ theo phần trăm HP và một bộ sẽ theo phản ứng nguyên tố. Nếu điều này là sự thực thì khả năng cao bộ thánh di vật mới sẽ nhắm vào vị trí của Lilu. Bởi hiện tại thì build tốt nhất cho Lilu vẫn là giải bộ ghép, nghe nó khá là cùi bắp đúng không? Phải nói là hệ thủy, những nhân vật hệ thủy rất là ưu ái đó anh em. Nói đến đây có thể anh em sẽ lôi hết tất cả nhân vật HP hay là phản ứng nguyên tố ra để hy vọng là nhân vật sẽ sử dụng bộ thánh di vật mới hiệu quả hơn bộ đang có. Thì mình xin cảnh báo rằng là anh em đừng hy vọng quá để rồi thất vọng. Ví dụ như là cái bộ của Xiao đi anh em. Lúc trước khi nó xuất hiện ấy, thần gia vãng sinh lục ấy, chỉ có tin đồn về chuyện là khi nhân vật mất máu thì sẽ được tăng sức mạnh đúng không? Nhiều người nghĩ ngay đến Hu Tao bởi vì Hu Tao mỗi lần chọc bật e các thứ mất máu mà. Nhưng mà đâu biết rằng là cái cơ chế của cái bộ thánh di vật là khi mất máu thì cái bộ thánh di vật nó lại tăng tấn công và Hu Tao chẳng được hưởng lợi gì nhiều từ cái bộ đấy cả. Chính vì thế chúng ta thực sự cần kiên nhẫn chờ đợi thêm các thông tin để không thất vọng quá nhiều khi biết được sự thật anh em à. Và theo mình thì cái thông tin nó cũng sẽ đến sớm thôi, ok. Về cá nhân mình thì mình chỉ trông đợi là hai bộ thánh di vật mới sẽ có thêm cơ chế thú vị. Bởi vì hai bộ thánh di vật gần nhất ở phiên bản 3.0, cá nhân mình không chê nó yếu, nhưng mà với mình thì mình tin rằng là nó không thực sự ấn tượng. Mình muốn có một cái bộ thánh di vật dùng 4 miếng ấy, nó có gì đó đột phá hơn nữa, đọc mà cảm giác ngã ngửa lên hoặc cảm giác muốn đi farm và dùng thử nó ngay chẳng hạn. Gần nhất một bộ làm cho mình có cảm giác đó chính là bộ dấu ấn ngăn cách. Khi nó xuất hiện thì mình đã làm ngay một cái video, đó là cái bộ dấu ấn sẽ làm một cái meta mới. Và cái video đó thì thực sự là không được nhiều người biết đến bởi vì lúc đó kênh của mình nó còn mới. Cho nên là mình hy vọng rằng bộ thánh di vật mới sẽ có cơ chế hấp dẫn. Không được như thế thì cũng gần được như thế. Thì nó sẽ mang lại luồng gió mới cho Genshin.
Trước khi có thông tin chính thức thì mình nghĩ rằng chúng ta nên thử dự đoán xem là hai cái bộ thánh dư vật này nó sẽ có cơ chế như thế nào. Nếu anh em có ý tưởng gì về bộ thánh dư vật thì anh em hãy để lại bình luận nếu như anh em hứng thú nhá. Ok. Vâng, cũng trong ngày 21 thì trên các trang mạng xã hội của Genshin Impact đã đăng tải một cái video. Và khi mà mình thấy thông báo về cái video đó, ngay lúc nó mới đăng lên thôi, mình cũng tưởng nó là một cái video nhạc như mọi lần. Và mình đã không xem. Nên là khi đọc được comment của anh em bảo là có một cái video rất đẹp, anh đã xem chưa? Thì mình đã quay trở lại và check video đó. Thì lúc đó mình ngỡ ngàng luôn. Bởi vì cái video của Genshin Impact về phong cảnh của Montat ấy, nó quá đẹp anh em ạ. Mình muốn xem ngay một bộ phim với chất lượng đồ họa như thế này. Đó là suy nghĩ của mình khi mà mình xem cái video. Và thực sự thì khi mà mình nghĩ lại thì mình thấy rằng là có lẽ không phải là chỉ về vì đồ họa đâu. Điều mà làm cho cái cảm xúc của người xem trở lên đặc biệt hơn khi xem cái video này, theo mình chính là do những cái cảnh quan trong cái video này nó đã trở nên quá quen thuộc với anh em rồi. Anh em cảm thấy như kiểu là anh em chính là một phần trong cái thế giới đó đúng không? Giống như anh em được thấy một thứ vô cùng thân quen được thể hiện theo một cách rất khác, rất chất lượng nhưng mà nó rất quen thuộc vậy đó. Rất là khó nói ở đây bởi vì mình cũng không đủ ngôn từ để có thể thể hiện được hết cái cảm xúc khi mà xem cái video này. Tóm lại là có rất nhiều cảm xúc khó tả và theo mình thì nó có vẻ như còn khiến cho người chơi Genshin có phần nào đó có chút tự hào. Kiểu như là trò chơi mà mọi người yêu thích có thể đẹp đến như vậy, có một thế giới ấn tượng như vậy và bạn là một phần của nó. Thì bản thân cũng sẽ cảm thấy thực sự đáng để gắn bó đúng không anh em? Và mình hy vọng là chúng ta sẽ được thấy nhiều cái sản phẩm chất lượng hơn nữa từ Genshin Impact. Và đến đây thì mình xin được kết thúc cái bản tin cuối tuần nhé anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video khác và mình đã rất nghiêm túc đây. Cuối tuần vui vẻ và nhớ đón xem live Genshin Impact 3.2 nhé anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi bản tin.